Thưa quý vị và các bạn, quy định bắt buộc áp dụng phương thức xác thực sinh trắc học đối với các giao dịch chuyển khoản trên 10 triệu đồng hoặc lũy kế trên 20 triệu đồng một ngày đã chính thức được thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, đến nay còn nhiều người chưa hoàn tất việc cập nhật sinh trắc học. Hiện rất đông khách hàng đã đến các quầy giao dịch trực tiếp của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa để được hỗ trợ cập nhật sinh trắc học. Nhiều người cho biết, do không quen sử dụng công nghệ nên dù đã làm theo hướng dẫn trên các ứng dụng ngân hàng điện tử, nhưng họ vẫn không cập nhật được dữ liệu sinh trắc học. Bên cạnh đó, một số khách hàng có thông tin tại thời điểm mở tài khoản khác với thông tin trên căn cước công dân gắn chip và sử dụng thiết bị di động không hỗ trợ NFC để đọc được chip của thẻ căn cước công dân, nên không xác thực sinh trắc học được. Mình cũng cài đặt trên mạng rồi nhưng mà do nó thông báo là thông tin cá nhân sai nên yêu cầu phải ra phòng giao dịch để hỗ trợ. Thì hôm nay mình ra các bạn hướng dẫn tận tình chi tiết. Nhờ đó thì bây giờ mình có thể chuyển khoản được rồi. Các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã gửi thông báo kèm theo hướng dẫn cài đặt sinh trắc học trên ứng dụng di động. Đồng thời tăng cường nhân lực, bố trí thêm các điểm hỗ trợ cài đặt sinh trắc học trực tiếp cho khách hàng. Các ngân hàng cũng khuyến cáo người dân nếu chưa có nhu cầu chuyển tiền vượt quá 10 triệu đồng một lần giao dịch hoặc không quá 20 triệu đồng trong tổng số giao dịch một ngày, có thể đợi xác thực sinh trắc học trong vài ngày tới, tránh tình trạng quá tải hệ thống. Trong quá trình thực hiện, người dân có thể đến trực tiếp các quầy giao dịch ngân hàng để được hỗ trợ.